Chụp số phim mà điện thoại. Vừa làm mẫu bên chim muôn camera thay mũi tiết. Bạn camera này cả bất cứ hàng cầm hôn Fuji quạt chụp phải là đấy. Còn tai nó miên trả cho nó lời tiếp ra. Không thể cầm chơi dướng hay đầm lại phân biệt có cua xong đấy. Cầm cầm rồi đà lạt đi. Hay khi chúng ta bong phổ ôn bạc cọt chia. Chúng ta thả hạt ấy bằng kê chụp phải là. Nhưng có ở đằng này. Rồi ấy camera này bởi dầm mẹp khiêm tốt. Bọc dọc khiêm pra viết ở dạp bí khai này cứ khơi tha viên minh chúng ta bị xét tràn. Hay xâm rập thảo viết cả bởi bật này. Nhưng cả thả cua xong đây nên không cả pra xâm rập tốt luôn được có cụ xa. Bạn này cứ chia Fuji HA7. Dương nâng tới tam của buôn khát. Phụ khiêm chia dìm review ở miền. Cả hai thả lập biểu rồi tịch. Nhưng chắc đau một bì កាប់បច្ចេកកម្ពុជាផុនវាគឺប្រើ sensor របស់ Fuji ហ្នឹងឯងបាទជាប្រភេទ APS-C crop sensor ហើយlens ផុនវាគឺអាចមកមិនថាយើងអាចប្រើ lens ដូររបស់HD3 HD6 series HD ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនេះបាន HD3 HD5 ប្រើជាមួយនេះបានដូចគ្នាហើយយើងអាចទិញ lens ខាងក្រៅក៏បានដែរគេហៅថា lens third party ក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ កាមេរ៉ានេះពេលដែលយើងទិញមកគឺមានលែនមួយគ្រាប់បាទ15 40 ក្រាមបាទដែលជាគេហៅថាលែនឃីតជាទូទៅគឺស័ក្តិសមល្មមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទំហំ បានរយៈពេលដល់5នាទីបើសិនជាយើងថតធម្មតាពួកលេខជីគឺបានត្រឹមតែ30នាទីទេលក្ខខណ្ឌតកានេះគឺដោយសារតែកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទកាមេរ៉ាមួយចំនួនគឺអាចថតលើស ប៉តង់ប៉តង់ប៉តង់មានប៉តង់ហេប៉តង់ក៏មិនមែនពាក្យខ្មែរពាក្យខ្ចីពីបារាំងដែរបាទយើងត្រឡប់មកកាមេរ៉ាយើងវិញមានផ្លាស់ខាងក្នុងស្រាប់បាទផ្លាស់ ហើយនេះភ័យដែលយើងមានគឺដុំដែលយើងក្បាលដុំដល់USB ហ្នឹងអាចអត់ត្រូវអំពែអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលច្បាស់លាស់ដែរណាបើយល់បល់អត់ទិញឆ្នាំងសាក់ខាងក្រៅទៅបាទថ្មវាគឺដូចថ្ម HD3 ដែរបាទថ្មបួនជ្រុងបាទខុសពី HD4 HD4ហ្នឹងជា F អាដាប់ទ័រចែកសម្រាប់មីក្រូហ្វូនដែលជាដំណោះស្រាយមួយល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាគាត់ទិញសម្រាប់ធ្វើ vlog សំខាន់ខ្លាំងណាមីក្រូហ្វូនណាបាទក្នុងប្រអប់គឺមាន បកកែមកគឺ Shutter Speed អាខាងមុខនេះគឺ F-stop ISO យើងត្រូវសេរីនៅខាងក្នុងបាទហ្នឹងមួយគឺជាចំណុចខ្សោយដែលយើងត្រូវសេរីបាត់តង់មួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ដូ ISO ហើយប៊ូតុង Shutter Release គឺមាន 2 មានខាងមុខមួយខាងក្រោយមួយបាទហើយអត់មានពណ៌ក្រហមឬពណ៌នេះទេដែលបញ្ជាក់ថាអាចថតវីដេអូខាងក្រោយគឺសម្រាប់ថតវីដេអូអាខាងមុខគឺសម្រាប់ថតរូបកន្លែងនេះមួយក៏ជា design floor ធំជាងកាមេរ៉ាដតៃទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្នុងស៊េរី HA នេះធំខ្លាំងបាទយើងអាចថតសែលហ្វីយើងអាចថតប្លុកបានយ៉ាងស្រួលជាទីបំផុតហើយពេលដែលយើងថតផតត្រេតខ្លួនឯងសែលហ្វីឬក៏ថតឲ្យអ្នកដតៃគេមានមួយហៅថាផតត្រេតអិនហានសឺគឺឧទាហរណ៍នៅលើអេក្រង់ពេលដែលប្រើអាហ្នឹងមុខយើងគឺមុខយប់ជ្រួញប៉ុណ្ណឹងឯងដាក់ទៅលើស្មូតហើយកលើផុនហ្វូជីគឺមានប្រូហ្វាលផុនវាមានអាស្តាសូហ្វមានវ៉ាល់វាមានអីចឹងណាយ
lời để chênh bị phí lưu phán quát để có phá lật. Còn môn phú chí cứ chứ có môn mũi đại khăn mình tên nâng cao phá lật phí lưu đại miên cờ lỡ bài bà thà phán quát. Vì mình ai bị tiếp thác ổ cha chương kế bởi ảnh ích giả sài tờ lưu chết rồi bởi dân có bánh tác
Khi cho chất cờ lỡ phân phụ quát đời xa mơ tớ cứ dương miên phía tha. Sở tôn bị xạ xong cho mùi nâng tất cả phía rồi bó, à gì phân dưỡng. Nè, nâng mùi đời nhóm chọn chạy dùm lệ chẳng hả nè. Hồi, cho mùi nâng thơ mò cứ thọt bàn là bạc tung bởi xin để dương pra standard. Standard nâng cứ dương ọt sẻ thay mật miên economy, ọt miên high performance này tiếp. Bù dương ai sẻ nâng không camera bán. Khi mọt chọn xì dùm rời nâng khách vệnh. Tại bởi xin để dương pra tu tớ cứ bàn bà hai chia bì hỏi bọc chiêng. Bà thọt sẻ lạc. Ta bởi thọt video bàn trăm 25 tỷ thơ mò mà crop bê để dương xạ bình. Sa xong một phút đại tượng ngọt khánh cô tại miền thơ mò bì crop. Bù thà bởi xin dương tới ngay dương ở miền trong xạ tế dương ai xạ nâng hai dương đạo mùi tư xạ. Tới thọt bà mà ngay nâng nhầm chưa ta bong bà ôn mình thật. Mình ai chọt bì bê rồi xạ lắc tế. Tại bởi nạ khá ai chả ai bù thọt chờn. Chẳng là nâng cứ xạ xong là mồm. Mà mình đi khát dương ai chả bà à xì rì muối thọt bò bồ. Mà sợ bài, khi mà bài camera đi thọt vlog ở bài 4 ấy, bóng bóng của bạn khơi nhóm dây đấy. Hồi, xin mẹp khi stabilizer phân viết cư là ổ. Hồi bè để dương thọt, dương ai thọt thẩm full HD 3 ấy, bài thọt 4K, bù 4K mũi full HD nhưng mơ đoạn sơ khuyên khóc nên bỏ màn đi. Bà hạ bài khi nếp có phần tay, bà xin dương đô lên, dương đã lên đã thay vì ai nâng là ổ. Lại khăn tất cả, nó không camera để mình làm lại phần này. Bà xin dương bóng bóng tinh camera làm lại pram rồi, bóng bóng tinh lên làm lại phần. Các bạn biết mình ấy, tại nhóm chưa tạo bóng bóng để tạo camera để mình làm lại của bóng bóng cứ bóng bóng miền thạc bí ca. Khá ta thạc bí ca bóng bóng cứ miền cổng rật. Chứ bóng bóng tạo ra tình lần đây là mồm xạ xong để dương pra mà crop tiết. Mà phải bay âm rư cò, mà phải bay nâng biết là ông là hộ đo chất xam giật pram ấy. Rư cò xam giật pram âm rư cò hát xam âm. Đây là phần phu chi còn miền nâng dương ngại xu hàng tức. Nhưng mà ở đằng thà, ở lại nâng miền xa khi khá đã lũ ấy tại anh ấy cứ chia dù bóng bóng lên dùng miếng kit lên mũi hai để dùng thọ tu tới rồi dùng tinh lên prime nó mới là lên fix để ở đại dụng bàn sam sập pram rồi có hard sub cứ chưa lên chủng rồi để lo sắm rạp sensor và phải ni em mua cho bay fp cho bay cứ làm mồm không cả thọ rụng ở bờ cào vẫn đang ngay bong bóng ở bên ấy chưa có ba chờ dùng mũi camera ni tê trong cày bà trong cày bằng o và to pi ở bài đấy nhóm anh vậy tới cứ miếng feature mũi tiết cứ bong bóng ai đạo này chúng mình nâng computer thôi chứ webcam bàn để dân ảnh ra lại directly ra USB Lumix cầm miến, Sony cầm miến hay khi mà khuyên tha software này không có cả pra software chứ webcam cứ ảnh miến đã đọc tàng brand nào cả đó cứ ảnh mơ tới dưới rồi còn mình dưới aside tới lưới firmware để dân pra hay cả update firmware khi mà đang thử bóng bóng đăng rồi còn mình đăng thế bởi xong chứ bóng bóng mình toàn check nâng có update firmware camera nào mũi còn mình đang khẳng khóng khi mà nâng ảnh thôi video chùn và năng ấy bóng bốn ở bên đây tiết tế chỉ mùi nâng chúng ta vào rộng bóng nhầm nông ca trạm tạo lọc mô bình ở vậy để nhầm tư chất cứ nhầm dây chúng mùi nó bật tông thọt video để ạc miền bỏ khóc nha một nối ca để cho một nối khóc hiện miền một biệp điệp rồi đại tay khóc hạt là bóng mà chúng nuôn bê để dương plap đô profile dương plap đô club rồi cứ chẳng thở trôi nhẹ nhảy tích hay ISO của tầm miền bật tông rồi có lại custom dương ai chọc bán tay nó dương thở trôi cho con camera nằm bấy chọc nâng mùi cứ chỉ chúng đọc mùi để nhầm biến tư chất tích bê để nhầm thọt hai dân thật đang mong phụ chi vì chẳng lên phân quát cứ aperture ảnh là lơ nè là lơ lên mong tàn này ọt đấy nè mà chùm nốn cứ miên là lơ lên nhưng sẽ aperture sẽ f-stop cứ lơ lên nè mà chùm nốn xuôi nhóm thác chùm nhóm độ aperture cứ lơ lên về khả bạn đang ấy hai khi bạn xong khăn thay bếp thức rồi cầm hộp của chúng ta mới đã chờ tần này nè không biết ổn ý hai chúc nên ở video khá tiết chùm mùi nâng bia riêng xâm rạp like ủy chìa mê điểm xem tiết để kìm cục phương thế thua bắt đứng chọc thằng nè, nhìn vậy rồi lại chọc hết kì. Ok.